Làm thế nào tránh mất tiền khi đầu tư bất động sản? Chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến. Tôi may mắn kiếm được nhiều triệu đô la từ đầu tư bất động sản và đầu tư cổ phiếu. Tôi bắt đầu đào tạo và tư vấn về đầu tư từ năm 2012 với mục tiêu giúp cho mọi người tránh được những cái rủi ro và đạt được cái sự thành công về tài chính. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 cái lưu ý có thể khiến cho bạn bị mất tiền khi đầu tư bất động sản. Lưu ý số 1 đó chính là tính thanh khoản. Sai lầm của nhiều người, bạn có thể cũng giống như tôi. Cách đây khoảng độ 15 năm thì tôi ít kinh nghiệm trong đầu tư và tôi đi mua những cái tài sản ở những cái vị trí rất là xa so với trung tâm của thành phố. Thế và sau đó khi tôi cần bán thì tôi rất là khó bán. Tính thanh khoản thì được hiểu là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt. Và câu hỏi quan trọng đó là bạn mua xong rồi bạn sẽ bán cho ai và bán có nhanh hay không? Lưu ý số 2 có thể khiến cho bạn bị mất rất nhiều tiền. Đây là một lưu ý quan trọng, hãy kiếm tiền khi mua. Sai lầm của nhiều người đó là mua bằng với giá thị trường và hy vọng tương lai sẽ tăng giá. Bạn hãy ưu tiên cái việc tài sản 10 đồng, tìm mua những cái tài sản mà nó rẻ hơn 7 đồng, 8 đồng so với giá thị trường. Lưu ý số 3, chuẩn về mặt pháp lý. Nhiều bạn đã sai lầm, ví dụ mua tài sản của chủ đầu tư không có sổ đỏ và khi cần bán rất khó bán, thậm chí là không được sử dụng, hoặc khi cần tiền đem đi thế chấp cũng rất khó khăn. Một số bạn khác mua tài sản và sau đó bị dính tranh chấp, dính quy hoạch. Lưu ý số 4, hãy đánh giá lãi vốn và dòng tiền của tài sản. Tôi ví dụ như này, một bạn mua một căn hộ chung cư mới đâu và sau đó khoảng 3 năm thì bạn thấy nó giá nó tăng lên là khoảng 11, 12 đồng. Tuy nhiên thì bạn nhìn thấy cái người bạn của mình mua một cái mảnh đất 10 đồng và sau 3 năm thì nó tăng giá lên 30 đồng. Đó là một bài học về lãi vốn. Đôi khi bạn cần phải xem xét về việc đầu tư vào cái loại tài sản nào hoặc ở vị trí nào thì cái lãi vốn, tức là cái lợi nhuận mà bạn thu được nó cao hơn. Bài học số 2 ở đây mà tôi muốn chia sẻ với bạn là về dòng tiền. Hiện nay có quá nhiều người có những cái tài sản mà trông chờ vào cái việc tăng giá, nhưng hiện tại thì họ rất mệt mỏi bởi vì không có dòng tiền. Vì thế trong nhiều trường hợp bạn nên đầu tư những cái bất động sản mà nó phát sinh ra dòng tiền. Dòng tiền giúp cho bạn có cái sự tự do, có cái sự an tâm. Đấy, và nó là cái cơ sở để bạn có thể đòn bẩy. Thì sai lầm của nhiều người là họ không có khả năng đánh giá được lãi vốn và dòng tiền của tài sản. Lãi vốn là 1 đồng thì sẽ thu về mấy đồng. Dòng tiền bạn có thể tham chiếu với ngân hàng, ví dụ gửi ngân hàng được 3, 4, 5, 6% một năm, thì cái tài sản này, dòng tiền so với ngân hàng là như thế nào? Nếu như tài sản nào mà vừa đạt được lãi vốn và vừa đạt được dòng tiền thì điều đó rất tuyệt vời cho bạn. Lưu ý số 5, một số bạn mình mua không để ý cái phần hạ tầng. Tôi ví dụ như là đường xá đi lại rất là khó khăn, hay tôi ví dụ như là tiện ích của cái tài sản đó, ví dụ như là cà phê, siêu thị, bể bơi, tập gym thì không có, vân vân. Hay tôi ví dụ như là nó có những cái lỗi về mặt phong thủy của tài sản, khiến cho bạn ở vào, bạn bắt đầu thấy là sức khỏe, tài chính, các mối quan hệ đều là đi xuống. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ với bạn 5 cái lưu ý trong nhiều lưu ý có thể khiến cho bạn bị mất tiền. Tóm tắt lại 5 cái lưu ý này, số 1 đó là tính thanh khoản của tài sản. Số 2, ưu tiên kiếm tiền khi mua. Số 3, chuẩn về mặt pháp lý. Số 4, đánh giá lãi vốn và dòng tiền của tài sản. Và số 5, hãy để ý về hạ tầng, tiện ích và phong thủy của tài sản. Và sắp tới tôi sẽ tổ chức một cái lớp học có tên là Trí tuệ đầu tư 6.0. Và đây là một lớp học 3 ngày nói về, một là đầu tư bất động sản, hai là đầu tư chứng khoán, và ba là xây dựng doanh nghiệp. Và lớp học này tôi muốn có một cái quà tặng dành cho bạn. Và 50 bạn đăng ký đầu tiên, bạn nhanh tay đăng ký đầu tiên thì sẽ được tặng miễn phí cái lớp học này. Hãy bấm ngay vào nút đăng ký ở phía bên dưới để nhận vé miễn phí. Hẹn gặp lại bạn tại chương trình.